bị lại thêm một ngày vất vả nữa nha bạn. Đó, hôm qua thì kéo lên được tới đó nữa, ngưng bây giờ ăn cái này rồi vô là chuẩn bị kéo lên luôn nha bạn, kéo lên tới trên trên này luôn nha bạn. Đó. Hai ngày rồi nha bạn, hai đêm một ngày nha bạn, bữa nay là nữa là hai đêm một ngày rồi bạn. Đó, giờ đang kê này vô, kê này vô xong mới kéo lên nha bạn, đem ra quay cho nó rõ nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Cùng mình coi chuẩn bị kéo một cái ghe bị chìm lên để sửa lại nha bạn. Ra đánh bị nước nó vô bất ngờ các bạn, và chìm cũng có người kéo vô rồi nha các bạn. Bây giờ là chuẩn bị kéo lên nụ để tu sửa lại nha bạn. Đó, ở ngoài đó bạn thấy không, cái chiếc ngoài kia đó bạn, chuẩn bị đang kéo vô nha bạn. Đó, cái ghe đó đang kéo vô nha bạn. Đó các bạn thấy không bạn, đó chiếc ghe bị chìm các bạn, đang kéo vô đến lập chỗ này nha bạn, xong mới kéo lên nụ nha bạn. Đó, ghe kia đang bắt đầu kéo vô đây nha bạn, xong mới kéo lên ụ nha bạn. Đó, ghe bị chìm các bạn. Đó, đó chuẩn bị kéo vô các bạn, chìm được gần lúc luôn các bạn, cột phao đồ vô đó mấy bạn thấy không, mấy cái phao đen đen đó, đó một cái hai cái ba cái bốn cái bốn năm cái vậy các bạn, chìm lúc luôn rồi, còn mỗi cái bình này nha bạn, thấy mỗi cái bình nè. Đó, anh này kéo vô tới chỗ này xong mới kéo lên nha bạn. Đó, giờ là anh em đội ngũ đang bơm nước nha các bạn. Giờ đường đây đang chuẩn bị nha bạn. Trời ơi, tối các bạn thông cảm nha bạn. Biết cuối tàu luôn hả? Trời ơi, đi mới phá rồi. Nè, lại đây nè. Mấy gà dạy cho. Nó giờ đang kéo lên nha bạn, ghe nó không nổi được nha bạn, phải nhờ chiếc kia kéo lên nha bạn. Thôi quá mấy bạn, cái gì thông cảm nha bạn. Đó, thấy không, chìm nè bạn, kéo lên canh đêm luôn nè, đang kéo lên canh đêm luôn nha bạn. Từ từ đó Giang, mày làm nhẹ nhẹ rồi mà ghe ta nó yếu nó bể mày, tôi chở nó không à. Quá trình kéo này cũng hơi bị chua nha bạn, tại vì nó chìm mới khó kéo lên lắm bạn. Giờ phải đưa vô cái nè, đưa vô cái rùa xong mới kéo lên nha bạn, đang cố để đưa vô nha bạn, kéo vô gần tới nha bạn. Đó, ghe sau là đẩy vô nha bạn, đó ghe sau đẩy vô các bạn, ghe chìm đó, đang cố để cho nó vô cái mai, vô cái nề nha bạn, vô cái nề xong mới kéo lên được nha bạn. Canh đêm khổ nữa các bạn, nó đang kéo nha bạn, cả kéo ghe nó không chìm nó còn đỡ, chứ còn kéo ghe mà nó chìm cũng khổ lắm mà, kéo lên xong còn bơm nước ra nữa nha bạn. Bây giờ nó nổi lên được nửa cabin, hồi nãy là chìm gần lúc cabin luôn nha bạn. Đó bạn, ghe này là đẩy vô rồi bạn, đẩy cái bò lái vô bạn. Đó, đang đẩy vô nha bạn. Nãy giờ chưa lên luôn nha bạn, nãy giờ vẫn còn vậy luôn nha bạn, chưa được tới đâu hết nha. Giờ nước chắc này chắc kéo không được các bạn ơi, chắc mai mốt quá. Đang sắp xếp kéo lên nha bạn, cố kéo lên nha bạn. Như trời là tối cùng giờ mày 7-8 giờ nha bạn, mấy bạn thông cảm nha. Giờ
giờ mấy anh bạn là kêu là lên cái rầy nha các bạn, rồi xong mới mai mới tính xử lý sau nha. Nãy giờ có mấy người nhảy nước các bạn, nhảy nước để cái đường rầy vô các bạn. Bây giờ là vô được đường rầy nha các bạn, bây giờ đang kéo lên nha các bạn. Đó. Vô đường rầy các bạn, mừng quá các bạn ơi. Đang kéo vô nha bạn. Đó, đang kéo lên từ các bạn. Giờ này cũng 9-10 giờ bạn ơi. Vô đường ray nha bạn, đang kéo lên luôn ạ. Giờ cũng kéo là được nha bạn, để cái này là đến ngày mai mới sắp xếp thêm nha bạn, tại vì ghe nó chìm khó kéo lên lắm bạn. Giờ như vậy thì ngày mai quay vô bạn con nữa nha. Giờ đang bơm nước nha bạn, đang bơm nước để mình chuẩn bị kéo lên nha bạn. Đó. Đang bơm nước. Ví dụ một cái này thì nó bơm tương đương rồi, thì ba cái thì nó phải cái lực hút của nó nhanh hơn thì nó mới nổi lên được một chút ra. Giờ đang kéo qua làng lên cho nó cho kia nó nổi lên nha bạn. Càng ngày kia càng nổi lên nha bạn. Đang lên nổi rồi. Giờ đang chuẩn bị thả rùa xuống nha bạn. Thả mạnh xuống cho nó vô được, kiểu vô nha bạn. Nó vô được ở dưới rồi, được còn không vô được rồi tính cách khác nữa nha bạn. Nó giờ thả xuống nè, thả mạnh xuống luôn. Đó, vô đó, vô luôn á, vô mạnh luôn rồi đó. Vô mạnh luôn hả? Vô nha bạn, vô mạnh luôn nha bạn. Giờ chắc kéo lên được rồi đó.
Ok nha. Giờ lấy cái ghe kia ủi cái đít cho nó vô nha các bạn. Ghe kia ủi cho nó vô. Làm ủi cái đít này cho nó lên được thì lên, nhưng mà không lên được tính chỉ cái khác nha các bạn. YouTuber à? 100 ngàn. À cháu có mượn có 100 ngàn. Số ghe 75 đó anh em có ai ủng hộ thiệt hại. Có gọi anh này bạn cái đít vô mà. Có bà sáng tao mượn có 100 ngàn, tao đâu mượn đâu 206. Anh kinh nào kinh gì đó bữa nào đem vô anh coi. Cơ khí và khám phá. Cơ khí và khám phá. Quay gì? Cơ hả? Cơ. Khí. Giờ xả cái ba lan này ra, xả cái ba lan này ra rồi xong là mới kéo lên nha bạn. Đưa một thằng đây nè, đưa một thằng đó đâu, thằng xả đó đâu. Rồi giờ là nổ máy đẩy ra, đó đẩy nè. Nó lên mạnh luôn á, vô mạnh luôn á bạn ơi. Ghiền ghe luôn các bạn ơi. Ghiền ghe luôn à. Đẩy mạnh quá các bạn. Ghe kia đẩy mạnh quá, ghiền ghe luôn. Giờ bắt đầu đẩy nữa nha bạn. Ghe đẩy còn ở trong kia là tời lên nha bạn. Tời lên nữa nó vô, nó vô nha bạn. Đó, lên á, lên á. Lên á, lên được rồi bạn. Bức luôn rồi. Bức luôn bạn ơi. Kéo vô luôn. Kéo vô nha bạn. Yo, yo, yo.
chưa xử lý được luôn nha bạn, cái này chặt để ngày mai nữa nha bạn. Đó. Giờ đang cột lại giữ lại xong ngày mai xử lý nữa nha bạn. Quá cực khổ các bạn ơi. Nó cũng đang lên rồi nha bạn. Nó thui rồi. Lên nè bạn ơi. Ok nha bạn. Lên nè. Lên rồi ha. Dậy xong nha bạn. Rồi lên rồi, video của mình cũng sẽ kết thúc ở đây nha. Tối rồi cũng về nha bạn. 10 giờ mấy các bạn. Ok nha. Các bạn lên tới nơi luôn nha bạn. Thôi sẽ kết thúc video nha. Lên tới nơi luôn à. Cuối cùng lên được rồi nha bạn. Bây giờ lại thêm một ngày vất vả nữa nha bạn. Hôm qua thì kéo lên được tới đó nữa. Ngưng bây giờ ăn kê này rồi vô là chuẩn bị kéo lên luôn nha bạn. Kéo lên tới trên này luôn nha bạn. Đó. 2 ngày rồi nha bạn. 2 đêm 1 ngày nha bạn. Bữa nay là nữa là 2 đêm 1 ngày rồi bạn. Đó, giờ đang kê này vô. Kê này vô xong mới kéo lên nha bạn. Đem ra quay cho nó rõ nha. Nó xong một hồi kê này rồi là giờ ghe nó bằng phẳng lại nha bạn. Và chuẩn bị giờ là kéo lên nha bạn. Đó, đang kê nẹp vô. Kê nẹp vô xong chuẩn bị kéo lên nha bạn. Kê hai bên luôn. Tối ghê nó nghiêng nó méo luôn tục rồi đúng không? Bây giờ là kê nẹp vô là đó. Là cũng bơm hết nước rồi nha bạn. Bây giờ là thẳng băng. Không nghiêng không mấy rồi luôn nha bạn. Bây giờ là mấy anh đường đây đang kê nẹp vào vô nè. Qua rồi. Qua mấy bạn thấy nó nghiêng đúng không? Bây giờ là nó bằng phẳng luôn đó. À. Kê nẹp bên kia xong nha bạn. Bây giờ đến bên này nữa nha bạn. Bên này cũng đang kê luôn nha bạn. Vô cái bệnh ghê.
cho nó khỏi nghiêng xong mới kéo lên nha bạn. Đang anh kia đang kêu anh chỉ huy giữa bạn. Giờ đang thả đò nha bạn, xong chuẩn bị kéo lên nha bạn. Nổ máy kêu lên. Giờ là căng cáp chuẩn bị kéo lên nha bạn. Rồi giờ đang kéo lên luôn nha bạn. Đó giờ ghe đang lên. Đó giờ đang kéo lên nha bạn. Đang kéo lên từ từ các bạn. Căng cáp xong cột dây rồi rùa lại xong kéo lên nha bạn. Giờ là căng cáp luôn các bạn, chuẩn bị kéo lên. Cột dây rồi vô là ghe kéo lên luôn các bạn. Giờ cột cái rùa trên đó. Lấy cái dây rùa các bạn cột lên trên cho nó giữ cái ghe lại, giữ cái ghe lại xong mới kéo lên nha. Nãy giờ chỉ có căng cáp kéo lên từ từ rồi nha bạn, chưa kéo lên mạnh được nha. Giờ là bắt đầu kéo lên rồi các bạn. Đó, ghe giờ bắt đầu đi từ từ lên rồi bạn. Sau 2 đêm 1 ngày giờ cũng thành công nha bạn. Đưa được chiếc ghe chìm lên nụ nha bạn. Ghe này lên tung mớ nữa. Sửa chữa đồ đầy đủ hết. Gãy lung tung hết. Gãy cái mùi luôn các bạn. Gãy cái mùi sỏ luôn thôi mà. Khúc này mình tua nhanh mới thấy được con rùa nó kéo ghe lên nha bạn. Chứ mình không tua nhanh là không thấy được con rùa nó kéo ghe lên nha bạn. Bạn thấy hay thì mình xin một like, mình chia sẻ một cái kênh nha. Bạn nhớ bình luận giúp ý cho mình luôn các bạn, để mình có những video hay hơn đó các bạn. Ghe cũng được sàn vô nha bạn, nãy mình đi ăn cơm cho nên mình quen được khúc sàn nha bạn. Nó sàn từ đó đường ray này qua đường ray này nha bạn. Bây giờ chỉ chờ sửa lại thôi nha bạn. Ok nha, xong rồi nha bạn. Video bữa nay xin kết thúc nha. Video kéo ghe chìm của mình lên tới đây cũng xin kết thúc nha. Mọi người thấy hay cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Bây giờ ghe thì cũng kéo lên và cũng tới chỗ an toàn nha bạn. Bây giờ chỉ chờ ngày mai ngày mốt là làm nữa là ok nha bạn. Thôi mình kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác nha. Bye.